Kinh dịch giảng Tam đạo khảm, ba con đường chông gai nhất đời người, hiểu thấu để vượt qua. Thưa quý vị và các bạn, người ta nói khổ mới là cuộc sống, mệt mới là đời người. Quả thật, đời người trên mỗi dặm đường bước đi không tránh khỏi những lúc thăng trầm, vui buồn. Có lẽ đây đều là những gia vị không thể thiếu khiến cuộc sống nhân sinh càng thêm phong phú và đầy ý nghĩa. Cái gọi là tam đạo khảm có nghĩa là ai cũng phải gặp ba khó khăn chướng ngại trong cuộc sống. Trong kinh dịch có đề cập đến ba quẻ nói về khó khăn này. Nếu có thể vượt qua được, chắc chắn sẽ mở ra sự huy hoàng và hạnh phúc trong cuộc sống của bạn. Vậy đây là những khó khăn và cách để chúng ta xử thế vượt qua nó như thế nào? Sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đi tìm hiểu và cảm ngộ. Quẻ thứ nhất nói về khó khăn, đó là quẻ thiên địa bĩ. Thiên địa bĩ có hạ quái hay còn gọi là nội quái, là khôn tức là đất, thượng quái hay là ngoại quái, gọi là càn tức là trời. Lời quẻ bĩ nói, bĩ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai. Nghĩa là, trong thời bế tắc, đạo người không thông, thiên hạ không lợi, người quân tử nên giữ gìn ngay chính. Lúc này cái cương đại đi ra ngoài, cái nhu tiểu đi vào trong. Càn thuộc dương, dương khí bốc lên. Khôn thuộc âm, âm khí lại giáng xuống. Cái ở trên thì bốc lên, cái ở dưới thì giáng xuống. Hai thể không bao giờ gặp nhau. Trời đất mà không giao nhau thì không hanh thông nên gọi là bĩ. Do đó, bĩ có nghĩa là bế tắc, không thông. Bĩ là âm dương cách trở, trời đất cách trùng, cho nên vạn vật lâm cảnh bế tắc, không giao hòa với nhau. Quần thần trên dưới xa rời chữ tâm, chữ đức. Hơn nữa kẻ tiểu nhân đắc thế, người quân tử thất ý. Quẻ bĩ chỉ thời vận nhiều nghịch cảnh, mọi việc khó thực hiện, kẻ tiểu nhân thắng thế, người quân tử phải chịu đựng khổ cực để vượt qua thời cuộc. Mọi hy vọng đều khó thành, lại dễ phạm sai lầm về phương pháp. Tài vận không có, kinh doanh trắc trở dễ bị lừa đảo, hao tài tổn sức, xuất hành nhiều bất trắc. Kiện tụng dễ bị thua thiệt, thi cử khó thành, bệnh tật dễ nặng lên, tình yêu gặp trắc trở, hôn nhân khó thành. Lời thơ quẻ bĩ nói, hổ xa hố sâu thật là thảm, tiến lên thì dễ rút về khó, học hành buôn bán đều không được, cãi cọ liên miên bệnh tật hoài. Âm dương không giao hòa là bĩ, âm dương không hòa hợp muôn vật không sinh, mọi sự bế tắc. Trong lúc tình trạng mọi sự bế tắc, con người muốn việc hanh thông cũng không được, giống như hổ xa vào bẫy, mất hết uy lực. Hạn quẻ bĩ là hạn xa cơ lỡ bước, nếu biết chờ thời, qua cơn vận bĩ thì tốt. Còn hành động cầu danh cầu lợi thì không những tiền mất tật mang mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Tượng truyện của quẻ này nói rằng, trời đất không giao hòa tượng trưng cho sự bế tắc. Người quân tử do đó lấy tiết kiệm làm đức, để tránh tai nạn hiểm nguy, mưu cầu lộc vị. Quẻ bĩ ứng vào thời kỳ mà con người lấy vật chất làm trọng tâm, lấy sự đấu tranh làm phương châm hành động, lấy sự thỏa mãn thị hiếu, lấy dục vọng làm cứu cánh, lấy sự thành công bên ngoài làm tiêu chuẩn mà đánh giá con người. Thời ấy tất cả cái đẹp đẽ đều phô ra ngoài, con người trở nên phủ phiếm, phiến diện. Đạo đức nhân nghĩa cũng hời hợt nơi chóp lưỡi đầu môi và được lồng vào những lễ nghi bên ngoài, được răng mắc nơi đầu đường xó chợ dưới hình thức bích chương và biểu ngữ, vân vân. Nhưng trên thực tế, đạo đức nhân nghĩa đã rời khỏi lòng người. Do đó, người quân tử khi gặp cơn đèn, vận túng thì phải biết ẩn giật chờ thời, cố giữ lấy lễ xưa, sách cũ, cố tài bồi cho văn hóa khỏi suy vong, chờ cho đến khi thời cơ xoay chuyển đem đại vận, đem hanh thông trở lại. Quẻ đề cập khó khăn thứ hai đó là quẻ thủy lôi chuân. Quẻ thủy lôi chuân có hạ quái hay nội quái là chấn tức là sấm, thượng quái hay ngoại quái là khảm tức là nước. Tượng cây cỏ bị nước hãm không mọc được. Chuân tượng trưng cho bước chuân chuyên thỏa ban đầu. Quẻ chuân là hoạt động trong nguy hiểm. Chuân đối với vũ trụ là thời kỳ thiên địa sơ khai, vạn vật bắt đầu sinh. Chuân đối với cá nhân là lúc sơ sinh, ấu trĩ. Chuân đối với quốc gia là thời kỳ khai quốc sáng nghiệp. Mới sinh thì còn phải gian chuân, chưa làm được gì, mọi sự mới bắt đầu, mọi việc chồng chất. Cho nên quẻ chuân cũng mang ý nghĩa vạn sự khởi đầu nan, dạy chúng ta nhận thức đúng đắn về khó khăn vất vả trong cuộc đời. Đây là quẻ nói về thời kỳ đầu của mọi hiện tượng, tình chưa rõ, thế chưa định, vì vậy cần phải cẩn trọng, chớ hành động vội vàng. Nếu không chỉ làm cho sự việc thêm rắc rối,
Vì vậy, người khôn hiểu được vạn sự khởi đầu nan, không vội hành động. Tuy rằng khó khăn rất nhiều, nhưng nếu chúng ta hạ quyết tâm, cố gắng, dám nghĩ dám làm, thì có thể không ngừng tiến bước cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Bởi vậy mà trong Hào Từ cũng có cách nói, lợi cư trinh, lợi kiến hầu. Có nghĩa là, nếu mà lại có thể giữ cho lòng không bị hệ lụy bởi những chuyện đắc thất, không để cho ưu tư làm hao tổn lao lung, rồi cứ đường ấy mà tiến, thì làm gì mà chẳng hay, chẳng lợi. Vạn sự khởi đầu nan, kỳ thực khó là ở chỗ khuyết thiếu kinh nghiệm, khó là khó ở chỗ bản thân không đủ lòng tin, lo lắng bản thân bị thất bại, tâm lý khiếp đảm sợ sệt không dám làm. Một người chỉ cần giải quyết được những vấn đề này thì con đường phía sau càng đi sẽ càng rộng mở hơn. Thấy khó khăn đừng vội thất vọng mà phải biết một dạ sắt son, giữ tròn đạo lý, phải lo tìm cách gỡ rối, lo tìm người đồng tâm, đồng chí chung sức tái tạo non sông. Phương châm hoạt động lúc này là phải biết tìm ra nguyên nhân của rối ren, hoạch định những phương sách phỏ nguy cứu khổ cho rõ ràng, tìm người phụ giúp cho hay, lựa thời thế thuận tiện mới ra tay lẻo lái, chứ đừng nhắm mắt làm liều. Đúng như đạo lý, tức lộc vô ngu, duy nhập vô lâm trùng, quân tử cơ bất như xả vãng lận. Nghĩa là đuổi hiêu mà không có thợ săn giúp sức thì chỉ đi sâu vào trong rừng mà không bắt được. Người quân tử hiểu cơ sự ấy bỏ đi còn hơn, cứ tiếp tục tiến nữa thì sẽ phải hối hận. Ngoài ra, trong quẻ chuân còn có một câu trọng yếu vô cùng, đó là dĩ quý hạ tiện, đại đắc dân dã. Có ý nói rằng, người làm sự nghiệp ngàn vạn lần không nên có bộ dạng ngông nghênh, tự cao tự đại. Càng kính người, càng coi trọng địa vị của người ở trên cao, thì càng dễ dàng thành được nghiệp lớn. Lời Hào Ba Lục Tam quẻ này nói, kiến cơ hành sự. Có ý là, nhìn thấy thời cơ chín muồi thì nên lập tức hành động. Lời khuyên rằng, đặc biệt chú ý tới sự thay đổi của sự việc. Khi phát hiện thấy có sự thay đổi bất thường thì phải nhanh chóng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tránh bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí là bị diệt vong. Cổ ngữ nói, núi Thái Sơn không khinh rẻ hạt bụi nhỏ mà trở nên cao lớn, sông rộng không kén chọn dòng chảy nhỏ mà có độ sâu. Khiêm cung thực sự là nền tảng quan trọng để sự nghiệp thành công. Đây cũng là điểm khó, không phải ai cũng có thể làm được. Quẻ nói về khó khăn thứ ba là quẻ trạch thủy khốn. Quẻ trạch thủy khốn có hạ quái hay nội quái là khảm, tức là nước, thượng quái hay ngoại quái là đoài, tức là đầm. Tượng quẻ nước ở trên đầm là đầm có nước, ở đây nước lại ở dưới đầm, có nghĩa là đầm cạn nước, như thế là gian nan vì thiếu nước. Toàn bộ quẻ đều chỉ các mức độ khác nhau của sự khốn quẫn, tình trạng khốn quẫn của người quân tử bị những kẻ tiểu nhân che lấp, áp chế hành hạ. Trong tình thế đó, sự nhẫn nhục để giữ lòng ngay thẳng và cái trí thâm sâu của mình là quan trọng. Không thể quá cương, mà phải lấy sự làm đẹp lòng của quẻ đoài kết hợp với đức nhu thuận của quẻ khảm mới là thượng sách. Khốn có nghĩa là khốn đốn, không thể phấn chấn, không thể thoát ra khỏi cảnh bị sa lầy. Vì vậy, nó có hình tượng bẫy chim đặt thang nhưng lại rút cọc. Câu nói toát thê chiều can có ý nghĩa là thang rút cọc là chuyện hai người bàn nhau bắt chim sẻ. Đã đặt thang rồi, xong lại rút cọc đi, trong lòng hoảng hốt không yên, thể hiện một tình trạng bất ổn. Khốn thì thời vận xấu, cái tiêu cực chiếm ưu thế, cái tích cực bị lấn át. Thời đại mà những người lương thiện khó sống, người quân tử bị bao vây, vô hiệu hóa, công danh sự nghiệp khó thành, phải kiên nhẫn chờ thời, phải lấy sự nhẫn nhục bên ngoài để giữ cái trí bên trong. Kinh doanh thì tài vận không đến, nợ nần chồng chất, công việc khó tìm, xuất hành bất lợi, kiện tụng thua thiệt, thi cử khó đỗ. Nếu không may bị bệnh thì dễ nặng lên, hao tiền tốn của, tình yêu dễ bị lừa đảo, hôn nhân không thuận lợi. Lời thơ của quẻ trạch thủy khốn nói, tiểu nhân thương lượng bắt chim sẻ, đã đặt thang rồi rút cọc đi, khăng khăng mồm nói đi săn bắt, cản phá bên trong khó mà ngờ. Qua việc làm hành động mới biết kẻ hay người dở. Kẻ hay làm ăn thì trọng chữ tín, còn người dở làm mẩu, làm bừa, làm qua quýt, cốt cho xong việc lấy tiền làm xong. Thánh nhân mượn quẻ khốn nhắc nhở chúng ta biết đang ở thời khốn khó, có nói đúng cũng chẳng ai tin điều mình nói. Tốt nhất là nên im lặng. Im lặng là vàng, vì càng nói càng khốn cùng, càng cố thoát ra khỏi cảnh khốn khó càng khốn khó. Chỉ có thời gian mới giải thoát được cảnh khốn khó.